Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một vụ bắt trộm xảy ra tại một tiệm bán đồ điện trên đường Phú Định, thuộc phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 12 giờ trưa ngày 7 tháng 6 năm 2023, một người đàn ông đứng trước cửa tiệm, sau đó đột ngột đi vào bên trong. Khi đi ra, ông này xách theo một chiếc thang nhôm. Do chiếc thang khá cồng kềnh nên người đàn ông di chuyển tương đối khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi rời hiện trường được vài chục mét, nghi phạm đã bị buộc phải quay xe vì bị vây bắt. Nghi phạm trộm thang bị quật ngã xuống đường. Lúc này do trên đường chỉ có một ít người, nên nghi phạm vẫn còn cố kháng cự để tìm cách thoát thân. Dù đã cố lấy xe để bỏ chạy, nhưng tiếp tục bị quật xuống thêm lần nữa. Lần này, rất nhiều người đã vây chặt lấy nghi phạm rồi liên tục đấm đá. Nghi phạm trộm thang bị dồn vào bên đường. Định leo lên xe bỏ chạy thì bị quật xuống đường lần thứ ba. Sau cùng, do bị vây bắt quá chặt, nghi phạm đành bỏ lại chiếc thang và chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Như đã nói ở đầu bản tin, vụ việc xảy ra tại một tiệm bán đồ điện trên đường Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày. Chủ tiệm điện cho biết lúc hơn 12 giờ trưa ngày 7 tháng 6, khi đang nằm nghỉ bên trong tiệm thì phát hiện nghi phạm vào trong lấy một thang nhôm giá khoảng 3 triệu đồng của tiệm điện rồi ra xe chạy đi, Cùng lúc này, một người dân phát hiện lao ra chặn đầu chiếc xe máy và chi hô. Nghe vậy, nghi phạm cho xe quay đầu, dồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, người dân đã kịp nắm vào tay áo nghi phạm giật mạnh, khiến nghi phạm loạn trọng xe máy ngã ra đường. Kẻ trộm cố tìm cách dựng xe máy lên, bỏ chạy, nhưng nhiều người dân khác lao ra bắt giữ. Chủ tiệm điện sau đó ra thu hồi lại thang nhôm. Do chưa mất tài sản, chủ tiệm và mọi người cho nghi phạm rời khỏi hiện trường.